cơ hội thì chứng được là cũng là được xây dựng trong một cái bối cảnh rất là khẩn trương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, là từ khi quá trình là xây dựng cho đến lúc mà trình ban hành chỉ trong 3 tháng, trong 3 tháng là ra một chiến lược này. Và để cụ thể hóa cái mục tiêu của Đảng và nước ta là làm thế nào để kinh tế số trong cái giai đoạn 2025, 2030 là chiếm 20% đến 30% GDP. Thì đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì trong cái quá trình của nghiên cứu thì đầu tiên là cũng phải nghiên cứu cái xác định cái định nghĩa về kinh tế số mà nó mang tính chất là phù hợp nhất với cả bối cảnh phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới. Thì cái nội dung này thì lúc đấy là anh Hoàng có trình bày sơ qua rồi, tôi cũng không nói thêm. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng nói thì rõ thêm tôi là cái cách tiếp cận của Việt Nam nó cũng khác so với cả cái kinh nghiệm, những cái hình thái mà kinh tế số của thế giới chúng ta đang áp dụng, đang triển khai. Ở Việt Nam quan niệm là kinh tế số chúng ta là có 3 lớp kinh tế số. Lớp đầu tiên là lớp lõi, gọi là kinh tế số ICT, truyền thông, nên là những cái mang tính chất là nền tảng, những cái mà nó hạ tầng để cho phát triển kinh tế số. Và cái lớp thứ hai là cái kinh tế số nền tảng, là những cái lớp mà trung gian, nó cũng là để mà hỗ trợ cho cái kinh tế số tiếp theo, là kinh tế số gọi là hạ tầng phát triển. Và cái lớp ngoài cùng và quan trọng nhất là bây giờ nó đang diễn ra rất là mạnh mẽ, chính là kinh tế số của các ngành, các lĩnh vực. Thì đấy là cái định nghĩa chung về kinh tế số của Việt Nam mà chúng ta đang áp dụng. Ngoài trong cái chiến lược này thì là đề cập đến kinh tế số thì còn có một khái niệm là khái niệm xã hội số. Nên vì sao mà cái chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số thì chúng ta lại gắn liền với xã hội số? Thì thực tế là trong cái quan hệ kinh tế xã hội thì ngoài quan hệ kinh tế ra thì cái xã hội, kinh tế và xã hội là hai cái mặt mà luôn là có một cái quan hệ tương hỗ với nhau trong cái quá trình phát triển. Thế cho nên là kinh tế số phát triển cũng là đồng nghĩa với xã hội số phát triển, có nghĩa là đề cao cái tính bảo mật cũng như an toàn thông tin trong cái phát triển kinh tế số này. Và phát triển kinh tế số và xã hội số thì phải gắn liền với việc củng cố chủ quyền số quốc gia. Thì ngoài cái chủ quyền về lãnh thổ thì trong cái không gian số thì chúng ta cũng phải đề cao cái chủ quyền không gian số của quốc gia trong cái quá trình phát triển kinh tế số. Và một cái nữa là chính là quản lý rủi ro trong quá trình chuyển đổi số lên môi trường số để phát triển kinh tế số và xã hội số và an toàn lành mạnh. Thì về tầm nhìn của chiến lược thì cũng đưa ra cái tầm nhìn là phát triển kinh tế số thì sẽ giúp cho người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 và đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030, thu nhập trung bình cao vào năm 2045. Phát triển xã hội số thì giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia vào các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng được các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Thì đây thì là tôi cũng xin phép được trình bày cũng sơ lược, tức là cái cấu trúc của cái chiến lược thì mình có cái phần mà chúng tôi vừa trình bày, nhất là về cái tầm nhìn, thứ hai là về mục tiêu, và thứ ba nữa là chiến lược thì cũng đưa ra 9 cái yếu tố mà mang tính chất là trụ cột để mà phát triển kinh tế số. Và 8 cái giải pháp cũng như là 7 lĩnh vực ngành kinh tế số ưu tiên để mà phát triển. Thì cái nội dung này thì tôi cũng đã vừa có trình bày với quý vị. Đây là tôi xin phép là được trình bày cái phần về mục tiêu. Thì đây là cái mục tiêu mà chiến lược kinh tế số đưa ra. Thì ngoài cái mục tiêu mà cụ thể hóa, cái mục tiêu là kinh tế số sẽ chiếm 20% vào năm 2025,
và 30% vào năm 2030 của GDP thì là cũng đưa ra một số những cái mục tiêu gọi là quan trọng để mà phát triển cụ thể. Đối với kinh tế số thì tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực thì là tối thiểu là 10% vào năm 2025 và 20% vào năm 2030. Thì tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80% vào 2025 và 100% vào năm 2030. Và tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động thì đạt trên 2% vào năm 2025 và 3% vào 2020. Thì đây là một số những cái chỉ tiêu mà nó mang tính chất là đặc thù trong cái phát triển kinh tế số mà tôi đưa ra. Thế mà ngoài ra thì trong đối với xã hội số thì cũng đưa ra một số những chỉ tiêu mà mục tiêu cơ bản mà phát triển trong năm 2025 và 2030. Thứ nhất là có cái chỉ tiêu là tỷ lệ dân số trưởng thành thì có điện thoại thông minh là 80% vào năm 2025 và điện thoại thông minh vào năm 2030 là 95% như cái nội dung mà tôi cũng vừa đề cập. Thì đây là một cái là chỉ tiêu mà Bộ Thông tin Truyền thông và ngành thì rất là mong muốn để mà cái chỉ tiêu này nó gọi là nó thành hiện thực và nó cũng sẽ quyết định đến cái việc mà yếu tố là phát triển kinh tế số ở Việt Nam mình trong giai đoạn tới là hiệu quả hay không. Thế ngoài ra thì còn có những cái chỉ tiêu mà cũng ví dụ như là chỉ tiêu về tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến là đạt trên 50% vào năm 2025. Đấy, và 70% vào năm 2030 thì những cái chỉ tiêu này cũng rất là quan trọng trong cái tiến trình mà Việt Nam đang tham gia rất là mạnh mẽ vào cái quá trình chuyển đổi số như là xây dựng chính phủ điện tử. Thế thì đấy là một số những cái mục tiêu trên cơ sở những cái mục tiêu này. Đấy thì là cũng chiến lược thì cũng đưa ra 9 cái nhiệm vụ nó mang tính chất là cốt lõi và quyết định cái sự phát triển này. Thứ nhất là cái thể chế, tức là cải cách phát triển thể chế. Trong cái thể chế này thì cái việc mà Bộ Thông tin Truyền thông hiện nay là đang bắt tay và rất là khẩn trương làm thì đó là đang tiến hành xây dựng cái luật giao dịch điện tử. Cái luật này thì cũng là cái căn cứ rất là quan trọng, một cái nền tảng và pháp lý rất là quan trọng để cho cái hoạt động kinh tế số như các ngành lĩnh vực liên quan kinh tế số phát triển. Thì cái luật dự kiến thì là trong năm nay thì sẽ trình chính phủ và đến năm 2023 thì cũng sẽ mọi thứ cũng thuận lợi sẽ được Quốc hội thông qua. Đây là cái xây dựng về thể chế thì cũng rất là quan trọng trong cái chín nhiệm vụ này. Và nhiệm vụ thứ hai là hạ tầng, thì phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm hạ tầng số và hạ tầng thiết yếu để phục vụ kinh tế số và xã hội số. Thì trong cái hạ tầng này thì cũng xác định cái điểm đột phá là nhanh chóng phổ cập điện thoại thông minh tới mỗi người dân, phổ cập internet các quang băng rộng tốc độ cao tới mỗi hộ gia đình và phổ cập dịch vụ điện toàn đám mây tới mỗi doanh nghiệp. Và cái thứ ba đấy chính là cái nền tảng số. Thì chiến lược thì có lồng ghép và trong mỗi một cái nhóm nhiệm vụ là của mỗi một cái lĩnh vực các bộ ngành địa phương thì cũng triển khai một số cái nền tảng gọi là mang tính quốc gia. Và tổng số những cái nền tảng mà lồng ghép ở trong cái chiến lược này thì có 54 cái nền tảng quốc gia, thì với cái mong muốn là để giải quyết các bài toán cụ thể của chuyển đổi số nhằm phục vụ các nhu cầu riêng đặc thù của Việt Nam. Thì mỗi nền tảng của quốc gia thì có một cơ quan chủ quản của mỗi bộ ngành thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc một doanh nghiệp chủ trì để điều phối. Thế thì bộ thì đã xây dựng một cái quyết định riêng của ngành để xác định các nền tảng quốc gia này và cũng có cái phối hợp phân công nhiệm vụ rất là rõ cụ thể cho các bộ ngành tham gia. Và một cái nội dung nữa chính là dữ liệu số.
Thì dữ liệu này thì trong cái quá trình mà tiến trình mà phát triển kinh tế số thì dữ liệu thì cũng có thể được coi là một cái dạng tài nguyên đấy, và tạo nên huyết mạch quan trọng của kinh tế số và xã hội số. Thì do vậy thì việc tạo lập phân loại dữ liệu là yếu tố quyết định để thúc đẩy các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, người dân chuyển từ sở hữu riêng dữ liệu sang cùng tạo lập, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Thì cái này, yếu tố này rất là quan trọng. Tiếp theo là vấn đề là an toàn thông tin mạng, nhân lực số, kỹ năng số, công dân số và văn hóa số và doanh nghiệp số. Thì thời gian cũng hạn chế, cho nên tôi cũng xin phép là đi lướt qua. Thì tôi xin đi vào phần mà phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực. Thì phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực thì trong chiến lược cũng đưa ra 7 cái ngành lĩnh vực mà trọng tâm, tức là ưu tiên phát triển. Thì đó là thứ nhất là ngành nông nghiệp, thứ hai là ngành y tế, thứ ba là ngành giáo dục, thứ tư là lao động việc làm, thứ năm là thương mại, công nghiệp và năng lượng, thứ sáu là du lịch và thứ bảy là cái tài nguyên môi trường. Và một cái điểm thứ tám trong cái phát triển ngành lĩnh vực đó là ưu tiên phát triển thêm lĩnh vực là ngân hàng tài chính và thanh toán. Thì đây là những lĩnh vực mà cũng khá là quan trọng mà phát triển kinh tế số. Thì cuối cùng thì là đây là chiến lược thì đưa ra 8 cái giải pháp rất là quan trọng. Thứ nhất là tổ chức cái hệ thống kinh tế số. Thì hiện nay thì ở Việt Nam thì chúng ta đã có cái ủy ban cơ quan rất là quan trọng là ủy ban quốc gia về chuyển đổi số quốc gia. Và ngoài ra thì trong cái tổ chức cơ cấu này thì ở trong chiến lược thì cũng có đưa ra một cái mong muốn và cũng như kế hoạch là xây dựng các gọi là các tổ cộng đồng để phát triển kinh tế số ở các địa phương. Thì cái nhiệm vụ của cái tổ cộng đồng này thì mang tính là vừa là dẫn dắt, vừa là hướng dẫn, vừa là thúc đẩy người dân, xã hội để mà nâng cao cái kỹ năng số cũng như là cái quá trình mà chúng ta triển khai kinh tế số, chuyển đổi số. Thì hiện nay thì cũng đã có một số các tổ nhóm thành lập địa phương và hoạt động cũng khá hiệu quả. Và điển hình là hiện nay là ở Lạng Sơn thì là cái tổ nhóm hỗ trợ cộng đồng đang hoạt động rất là hiệu quả. Thứ hai nữa là cái hợp tác trong nước. Thứ ba là hợp tác quốc tế. Thì hai cái lĩnh vực này thì nó cũng liên quan đến cái cơ chế chung của Việt Nam, thì tôi cũng không đề cập sâu. Về nghiên cứu phát triển thì giải pháp nghiên cứu phát triển thì chiến lược cũng tập trung vào cái đầu tư nghiên cứu xây dựng chuyển giao các mô hình kinh doanh mới, mô hình mẫu về chuyển đổi số, về kinh tế số. Đấy, về một cái giải pháp mà quan trọng nữa thì đó là đo lường kinh tế số. Thì cái này là cũng là một trong những cái yêu cầu rất là quan trọng và trọng tâm. Và ngành thông tin truyền thông hiện nay thì ngay sau khi mà chiến lược được phê duyệt thì đã triển khai một cái đề án, một kế hoạch, tức là đo lường cái kinh tế số. Bởi vì là nếu mà chúng ta làm được thì chúng ta cũng phải có một cái cơ sở để tính toán, để thống kê hàng năm xem kinh tế số đóng góp cho kinh tế và vai trò cho nền kinh tế nó như thế nào. Thì hiện nay thì cái đo lường kinh tế số này thì Bộ Kế hoạch Đầu tư thì năm vừa qua thì cũng đã có ban hành thông tư rất là quan trọng, đó là thông tư ban hành thông tư các chỉ tiêu thống kê kinh tế số. Thì trong đấy là có 50 chỉ tiêu kinh tế số, và cái này nó là cái căn cứ rất là quan trọng để cho ngành thông tin truyền thông cũng như là các bộ ngành khác phối hợp để xây dựng một cái cơ chế mà đánh giá, tính toán, thống kê cái chỉ tiêu kinh tế số hàng năm để công bố. Thì và cái giải pháp mà cuối cùng tôi cũng xin phép được trình bày thì đấy là cái giảm thiểu tác động tiêu cực của phát triển kinh tế số, xã hội số. Thì cái giảm thiểu này thì dựa trên cái cơ sở, tức là khi mà cái nền kinh tế số mà nó phát triển thì nó sẽ thay thế dần cái phương thức cũ, cũng như là cái năng suất lao động thì nó cũng theo một cái phương thức mới. Cho nên là những cái đối tượng mà lao động gọi là theo cái
cách thức của truyền thống thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là khi mà phát triển kinh tế số thì chúng ta cũng có những cái giải pháp về mang tính chất là xã hội, mang tính chất là an sinh, để mà có thể là có một cái điều chỉnh nó phù hợp trong cái việc mà tác động tới cái sự phát triển của kinh tế số. Và ngoài ra thì cũng là quan tâm đến những vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin, thì đây là một cái giải pháp để đưa ra trong những việc giảm thiểu tác động đánh giá của kinh tế số. Thế thì trong cái cuộc phổ biến này của buổi chiều hôm nay thì tôi xin phép được kết thúc cái phần thuyết trình của mình. Xin trân trọng cảm ơn.